Xin chào mọi người, mình là Amy. Và bây giờ Amy có mặt ở Year One để thực hiện thử thách gương mặt hơi quen. Let's go. Ôi trời ơi, đôi mắt đẹp đẽ của ai đây? Amy. Chứ còn ai nữa? Từ một mí mà mí lót. Anh tin gì đúng không? Mà nhìn đúng cái này, này cái lông mày này, cái mũi này, nhìn giống anh Sơn Tùng nữa. Không biết ạ. Trời ơi, lấy P-Ray mọi người ơi. Ủa, nhưng mà cái lúc mà Chrome này không thấy. Ok, tiếp. Em để ý chị có cái chị Đông Nhi đúng không ạ? Đôi môi này là ai ta? Hoa Sa à? Starry Night. Lại một đôi môi bóng nữa mà chương trình muốn mi đoán. Chương trình có hơi quá hay cho em mỗi đôi môi không? Nãy sợ. Có thể là Twice. Và Amy cũng thích một chị trong Twice, đó là Tử Du. Fancy. Lại một đôi môi nữa mọi người ạ. Giống chị Trung Chê Hi quá. Nhưng mà tay đeo nhẫn của đàn ông thể là nam MV của BTS. Trời ơi, nhìn đây là biết luôn. Đôi mắt, lông mày, mũi Suho của EXO ạ. Ở trên là Lisa của Blackpink, ở dưới là có cái răng rất là đáng yêu và kiểu tinh nghịch thì là của Jennie. Let's kill this love. Yeah. Thích nhất bài đấy. Ở trên là đôi mắt không thể nào mà đoán sai được là của chị Taeyeon. Ở dưới là có một nụ cười rất tươi để chỉ có chị Tiffany mà thôi. Thân thái này này mọi người là của chị Tóc Tiên. Và đôi mắt này giống ai ta? Hồ Ngọc Hà, Uyên Linh, anh Tulipop mọi người ơi, oh my god. Amy suýt sát mọi người ạ. Thế luôn, chương trình cực kỳ khó luôn cho Amy đúng một cái đôi môi mọi người ạ. Mà Amy kiểu trời ơi, thế này sao mà đoán nổi. Nhưng mà may mắn là Amy vẫn có thể hoàn thành được thử thách và ghi một số điểm 11/14. P-Ray, em muốn gửi lời xin lỗi vì em đã không nhận ra anh, mặc dù là em với anh suốt ngày kiểu không thể quên được gương mặt của nhau. Thế mà hôm nay em đã không nhận ra anh, nhưng mà thực sự ý, là cái ảnh lúc zoom vào ấy nó khác anh cực kỳ. Mình xin lỗi cho em nhá. Amy cảm thấy lúc nào đến Year One Amy cũng được trải nghiệm những trò chơi rất là hay ho, rất là thú vị và rất là vui làm mi xả stress này, cũng như là được bộc lộ tất cả những cả tính thật của mình. Đấy là cái mà Amy rất là vui khi mà được đến Year One chơi trò chơi. Xin chào tất cả mọi người, mình là Amy và mọi người hãy đừng quên subscribe kênh YouTube Year One News để có thể cập nhật những thông tin mới nhất từ Amy và những nghệ sĩ khác nhé.